theo đúng tôn chỉ của mình. Heo Đà Bua luôn cố gắng giúp đồng bào nghèo, có cái, cần câu hơn là con cá, để từng bước họ có thể tự nuôi mình. Nhưng không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng giúp họ có được cái cần câu. Chúng ta dễ dàng gặp trong mọi miền đất nước những cảnh đời ngặt nghèo, nạn nhân của thiên tai hay tuổi già neo đơn không nơi nương tựa, mùa đông rét mướt, mùa hè thiếu ăn. Trong tình trạng xã hội hiện nay của đất nước, chưa có một hệ thống an sinh xã hội. Những con người cơ cực chỉ biết trông cậy vào các cơ sở từ thiện tôn giáo là nơi còn có những tấm lòng biết trân trọng sự sống con người và yêu thương đồng loại. Heo Đà Bua rất mong được chìa bàn tay cứu giúp đến tất cả mọi đồng bào cần giúp hơn hết, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, địa phương. Nhưng trong điều kiện thực tế và do khả năng hạn hẹp, Heo Đà Bua buộc lòng phải thông qua các cơ sở từ thiện của tôn giáo ở địa phương để có thể trực tiếp gặp gỡ các đối tượng cần giúp đỡ hơn hết. Thông thường tại các xứ đạo, hội đồng giáo xứ và linh mục chính xứ biết rõ hoàn cảnh từng gia đình giáo dân nên lập trước một danh sách những người cần giúp đỡ. Điều này khiến công tác cứu trợ được dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp đoàn phải đến tận nhà để gửi quà, đồng thời tìm hiểu cảnh sống cơ cực của đồng bào nghèo và an ủi họ. Căn chòi lá xác xơ với một vài vật dụng sơ sài cũng là nơi che mưa, che nắng cho đôi vợ chồng già trong những ngày cuối đời. Con cái họ có thể không còn hay phải đi xa bươn chải tìm miếng ăn qua ngày, nên không thể ở cạnh phụng dưỡng cha mẹ được. Mùa đông năm ngoái, đoàn Heo Đà Bua đã đến nhiều địa phương miền Bắc để tặng hàng trăm chiếc mền cho bà con nghèo. Cũng tại những nơi này, mùa hè năm nay, đoàn đem gạo cứu đói đến cho bà con nghèo và phát học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đây là những vùng thuần nông, người dân vất vả quanh năm, may lắm là đủ ăn. Còn nếu gặp thiên tai mất mùa thì phải chịu đói nhiều tháng. Chúng ta nhìn thấy rất rõ trên gương mặt của những bà con nông dân luống tuổi ở đây nỗi ưu tư về những nhu cầu thiết thực tối thiểu của đời sống hàng ngày. Xin nghe linh mục chánh xứ Tạ Xá trình bày. Thường thường là trong một năm 12 tháng thì chúng con có lẽ chỉ có đủ sinh hoạt là trong vòng được khoảng 4 tháng đến 5 tháng. Còn ngoài ra chúng con vẫn phải sinh hoạt bằng những cái lương thực, tức là củ mì hoặc là khoai hoặc là ngô. Đó là cái mà chúng con vẫn phải thường gặp trong cái cuộc sống mình qua ngày hôm nay. Cũng nhằm giúp đỡ bà con nghèo trong hoàn cảnh cấp thiết, đoàn Heo Đà Bua đã đến tặng lương thực, thực phẩm tại nhiều nơi khác như Dân Hải, Ninh Bình, rồi Thiên Loại, Nước Ngọt, Thừa Thiên, Huế. Thank you.
đại diện hội cùng các Phật tử công tác viên vùng Biên Hòa đi thăm chùa Diệu Pháp thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sư cô chủ trì Huệ Đức gốc Huế lập chùa và nhà tình thương này từ năm 1983. Nhà tình thương này hiện cô mang gần 50 em mồ côi và khuyết tật đủ mọi lứa tuổi. Xin ghi lại hình ảnh một số em kém may mắn do sư cô cưu mang. Trong dịp hè năm nay, gia đình Jennifer Phạm cùng các cộng tác viên Heo Đờ Bua đi thăm chùa Cẩm Phong bên bờ sông Dàm Cỏ Đông. Tại đây, cô Hoa Hậu đã tặng quà cho các cháu mồ côi và những người già không nơi nương tựa. A Di Đà Phật. Đi về hướng Long Thành, Bà Rịa, tại tu viện An Lạc Hạnh, theo lời thầy chủ trì Thích Chân Định, tu viện bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi từ năm 1980, đến nay được hơn 160 em. Có em đã tốt nghiệp đại học, còn 30 em hiện đang học tiểu học, cấp 2 và cấp 3. Đến tịnh xá Từ Ân, một chùa nhỏ nghèo, nơi nuôi 30 trẻ mồ côi và con của gia đình quá khó khăn, học từ mẫu giáo đến cấp 3. Có em người dân tộc Ê Đê, Dơ Rai ở Tây Nguyên, Miên ở Nam Bộ hay Tài Nùng ở miền núi phía Bắc. Cháu bé trên tay cô Hoa Hậu được mẹ đem gửi vào lúc mới 2 ngày tuổi, cách đây 6 năm. Nhận thấy tịnh xá này nhỏ và nghèo, các cháu phải sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Chắc chắn Heo Đờ Bua sẽ tiếp tục đến đây để giúp tạo điều kiện cho các cháu sinh hoạt và học hành tốt hơn. Trước mắt, ngay đầu năm học mới, hội đã gửi đến tận tay Nico chủ trì số tiền học phí 30 cháu để bớt nỗi lo cho Nico và các cháu yên tâm học hành. Trong chuyến này, đoàn cũng đã đến thăm hai ngôi chùa nằm sâu trong chân núi Thị Giải. Chùa Niết Bàn dành cho Tăng nuôi 60 em mồ côi nam, và chùa Hương Sơn dành cho Nico nuôi 30 em nữ. Kết thúc chuyến đi đến tận nơi những người có cảnh ngộ kém may mắn, Jennifer Phạm có vài lời kêu gọi gửi đến các bạn trẻ cùng trang lứa. Jennifer đang đứng ở ngôi chùa Hương Sơn ở Long Thành. Trước đây Jennifer ở Mỹ thì cũng có tham gia vào hội Help the Poor, xuống đường quyên được một số tiền cũng khá lớn. Và nhân dịp về thăm quê hương chuyến này với gia đình thì Jennifer cũng có đi với hội tới từ ngôi chùa, từ nơi trại trẻ mồ côi, trại Bình Cùi, trại Bình Phong. Và Jennifer cũng đã giúp hội phát những món quà cho đến cho mấy em. Và nhân dịp này thì Jennifer cũng kêu gọi những em trẻ, những bạn trẻ, những tất cả mọi người đều mở rộng lòng thương của mình đến mấy em. Vì Jennifer đã chính mình đã đến thăm mấy em và thấy nhiều cảnh rất là tội nghiệp. Mong rằng quý vị sẽ đóng góp một chút ít gì đó mang đến cho mấy em. Trong chuyến đi về miền đồng bằng sông Cửu Long, tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, từ sáng sớm, hàng trăm đồng bào nghèo, lương cũng như giáo, đã tề tụ trước sân nhà thờ để chuẩn bị nhận mùng, lưu, quà và học bổng. Có người đến từ rất xa, phải đi xe đạp từ ngày hôm trước và ngủ nhờ nhà người thân để nhận chiếc mùng và cái lưu đựng nước. Một phụ nữ gốc Miên, do tiếng Việt không rành, có đôi lời cảm ơn đoàn bằng tiếng Miên. Mua thì dùng bàn ao mò ôi mùng hoài nó ò quân ao mâm tròn á
bọn ôn mau xua bọn ôn nhầm những cờ nhầm o quân âu thực ra. Ở vùng U Minh Thượng, linh mục Bùi Văn Tăng, chánh xứ Long Hòa, đã dẫn đoàn vào các kinh rạch sâu trong đồng để đến với những cảnh đời cơ cực nhất. Dọc theo bờ kinh có nhiều gia đình sống trong những căn nhà lá rách nát như thế này. Một trong các chủ căn nhà vừa mới đi câu về được một ít cá rô phi, không biết đắp đổi được bao nhiêu cho cuộc sống hàng ngày. Càng đi sâu theo các kinh rạch nhỏ, chúng ta còn thấy những cây cầu khỉ treo leo nối hai bờ kinh và nhiều căn nhà lá xác xơ giữa đồng không mong quạnh, đã từng được hội giúp lợp lại như căn nhà của vợ chồng ông Hai Mạnh đây. Dạ, đây là một căn nhà, bên kia cũng vậy, và dài dài theo xóm này cả hàng gần 20 cái nhà bằng cái ghe lá của Help the Poor. Thì ước mong rằng thì anh em mỗi một năm mà gần đến mùa mưa đó thì chúng tôi đi kiểm điểm lại xem nhà nào giọt nát thì cũng gọi là hỷ xả tử vi cho chúng tôi ít trăm lá. Xin chân thành cảm ơn. Tại cố đô Huế, đoàn Help the Poor được hướng dẫn đi thăm một số hộ nghèo chung quanh thành phố, trong đó có gia đình Ernie ở Cồn Hến. Và đây là nơi ăn, chúng ở của ba mẹ con O, ngay giữa thành phố vừa mới tổ chức lễ hội festival tưng bừng.